215 Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên có nghề nghiệp thấp kém là thợ đan tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc, rồi nói theo sự cao quý rằng: Ngươi là quản lý, ngươi là kế toán, ngươi là thư ký. Vị nói thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị theo từng lời nói. 216 Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên, có nghề nghiệp cao quý, là quản lý, kế toán, thư ký, rồi nói theo sự cao quý rằng, Ngươi là quản lý, ngươi là kế toán, ngươi là thư ký. Vị nói thì phạm tội ba chi ti ưng đối trị, theo từng lời nói. 217 vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên có bệnh hoạn thấp kém là bệnh cùi bệnh mục nhọt bệnh chàm bệnh lao phổi bệnh động kinh rồi nói theo sự thấp kém rằng ngươi là người bệnh cùi ngươi là người bệnh mục nhọt ngươi là người bệnh chàm ngươi là người bệnh lao phổi ngươi là người bệnh động kinh vị nói thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị theo từng lời nói. 218. Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên, có bệnh hoạn, cao quý là bệnh tiểu đường, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh mục nhọt, ngươi là người bệnh chàm, ngươi là người bệnh lao phổi, ngươi là người bệnh động kinh, Vị nói thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị theo từng lời nói. 219. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên có bệnh hoạn thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi là người bệnh tiểu đường." dị nói thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị theo từng lời nói 220 Dị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, dị đã tu lên bậc trên có bệnh hoạn cao quý là bệnh tiểu đường, rồi nói theo sự cao quý rằng: Ngươi là người bệnh tiểu đường. Dị nói thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị theo từng lời nói. 221. Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên có đặc điểm thấp kém là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là quá cao, ngươi là quá lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá trắng." Vị nói thì phạm tội ba chi ti ưng đối trị theo từng lời nói. 222 Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên có đặc điểm cao quý là không quá cao, không quá lùng, không quá đen, không quá trắng, rồi nói theo sự thấp kém rằng: Ngươi là quá cao, ngươi là quá lùng, ngươi là quá đen, ngươi là quá trắng. Vị nói thì phạm tội ba chi ưng đối trị theo từng lời nói. 223. Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên, có đặc điểm thấp kém là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi là không quá cao, ngươi là không quá lùn, ngươi là không quá đen, ngươi là không quá trắng." Vị nói thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị theo từng lời nói. 224 Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục. Vị đã tu lên bậc trên, có đặc điểm cao quý là không quá cao, không quá lùng, không quá đen, không quá trắng. Rồi nói theo sự cao quý rằng Ngươi là không quá cao, ngươi là không quá lùng, ngươi là không quá đen, ngươi là không quá trắng. Vị nói thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị theo từng lời nói. 225. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên có nội tâm thấp kém, bị tham khuấy nhiễu, bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu, rồi nói theo sự thấp kém rằng: Ngươi bị tham khuấy nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiễu, ngươi bị si khuấy nhiễu. Vị nói thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị theo từng lời nói. 226 Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục. Vị đã tu lên bậc trên, có nội tâm cao quý, là có sự đoạn tận tham, có sự đoạn tận sân, có sự đoạn tận si, rồi nói theo sự thấp kém rằng, ngươi bị tham khuấy nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiễu, ngươi bị si khuấy nhiễu. Vị nói thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị theo từng lời nói. 227 Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục. Vị đã tu lên bậc trên, có nội tâm thấp kém, bị tham khuấy nhiễu, bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu, rồi nói theo sự cao quý rằng Ngươi đã đoạn tận tham, ngươi đã đoạn tận sân, ngươi đã đoạn tận si. Vị nói thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị theo từng lời nói. 228 vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục. vị đã tu lên bậc trên, có nội tâm cao quý, là có sự đoạn tận tham, có sự đoạn tận sân, có sự đoạn tận si, rồi nói theo sự cao quý rằng: ngươi đã đoạn tận tham, ngươi đã đoạn tận sân, ngươi đã đoạn tận si. Vị nói thì Phạm tội Pacittiya ưng đối trị theo từng lời nói. 229. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên có abati thấp kém là bị phạm tội barajika bị phạm tội sanga dishesa bị phạm tội thulachaya bị phạm tội bachitiya bị phạm tội bati bị phạm tội dukata bị phạm tội dubashita rồi nói theo sự thấp kém rằng ngươi đã phạm tội barajika ngươi đã phạm tội sanga dishesa ngươi đã phạm tội thulachaya Ngươi đã phạm tội pacittiya. Ngươi đã phạm tội patidesaniya. Ngươi đã phạm tội dukata. Ngươi đã phạm tội Dupashita. Vị nói thì phạm tội pacittiya ưng ừ đối trị theo từng lời nói. 230. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên có abati cao quý là đã chứng đạt quả dị nhập lưu Suta Abati, rồi nói theo sự thấp kém rằng, Ngươi đã phạm tội Barajika, Ngươi đã phạm tội Sangha Dishesha, Ngươi đã phạm tội Thulachaya, Ngươi đã phạm tội Bachitiya, Ngươi đã phạm tội Bati Deshaniya, Ngươi đã phạm tội Dukata, Ngươi đã phạm tội Dubashita. Dị nói thì phạm tội Bachitiya ưng đối trị theo từng lời nói. 231 Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục. Vị đã tu lên bậc trên, có apati thấp kém, là phạm tội barajika, phạm tội sanga Dishesha, phạm tội Thulachaya, phạm tội Bachitiya, phạm tội Bati Desaniya, phạm tội dukata phạm tội Dupashita, rồi nói theo sự cao quý rằng, ngươi đã chứng đạt quả dị nhập lưu Sutapati. vị nói thì phạm tội Bajitiya, ưng đối trị theo từng lời nói. 232. vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên có abati cao quý là đã chứng đạt quả vị nhập lưu suta rồi nói theo sự cao quý rằng, Ngươi đã chứng đạt quả dị nhập lưu suta Dị nói thì phạm tội Bacitiya, ưng đối trị theo từng lời nói. 233 Dị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục. Dị đã tu lên bậc trên bằng sự sĩ giả thấp kém, là con lạc đà, con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, rồi nói theo sự thấp kém rằng, ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có quải trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi. Vị nói thì phạm tội ba chi ưng đối trị theo từng lời nói. 234 Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên, bằng sự sĩ giả cao quý, là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là pháp sư, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi." dị nói thì phạm tội ba chi ti ưng đối trị theo từng lời nói hai trăm ba mươi lăm dị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục dị đã tu lên bậc trên bằng sự sĩ giả thấp kém là con lạc đà con cừu con bò con lừa loài thú người địa ngục rồi nói theo sự cao quý rằng Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi. Vị nói thì phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị theo từng lời nói. 236. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hại nhục vị đã tu lên bậc trên bằng sự sĩ giả cao quý là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp Sư rồi nói theo sự cao quý rằng Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp Sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi. Vị nói thì phạm tội Ba Chi Ti Gia ưng đối trị theo từng lời nói. 237 Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vậy. Ở đây, có một số vị là hạng cùng đinh, hạng đang tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hút rác. Vị nói thì phạm tội Dukata, tác ác, theo từng lời nói. 238 vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số vị là sát đế lỵ là bà la môn vị nói thì phạm tội ta tác ác theo từng lời nói 239 vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục dị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số dị là avancan naka Javakan naka danithaka savithaka kula vandaka dị nói thì phạm tội dukhata tác ác theo từng lời nói dị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục dị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số vị là Buddha Rakhita, Dhamma Rakhita, Sangha Rakhita. Vị nói thì phạm tội Dukkata, tác ác, theo từng lời nói. Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vậy. Ở đây có một số vị là Kosiya, Paravaja. Vị nói thì phạm tội Dukkata, tác ác theo từng lời nói dị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục dị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số dị là gotama mongalana kachayana vashita dị nói thì phạm tội Dukkata, tác ác theo từng lời nói dị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số vị là thợ mộc người hút dọn bông hoa vị nói thì phạm tội dukhata tác ác theo từng lời nói vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số vị là nông phu, thương buôn, người chăn bò. Vị nói thì phạm tội Dukata, tác ác, theo từng lời nói. Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vậy. Ở đây có một số vị là thợ đan tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc, Dị nói thì phạm tội Dukhata tác ác theo từng lời nói. Dị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, dị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy. Ở đây có một số vị là quản lý, kế toán, thư ký. Dị nói thì phạm tội Dukhata tác ác theo từng lời nói. Dị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vậy. Ở đây có một số vị là người bệnh cùi, người bệnh mục nhọt, người bệnh chàm, người bệnh lao phổi, người bệnh động kinh. Vị nói thì phạm tội ta, tác ác, theo từng lời nói. Vị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vậy ở đây có một số vị là người bệnh tiểu đường vị nói thì phạm tội dukhata tác ác theo từng lời nói vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số vị là quá cao quá lùng quá đen quá trắng vị nói thì phạm tội dukhata tác ác theo từng lời nói vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số vị là không quá cao không quá lùn không quá đen không quá trắng vị nói thì phạm tội dukata tác ác theo từng lời nói vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số vị bị tham khuấy nhiễu bị sân khuấy nhiễu bị si khuấy nhiễu vị nói thì phạm tội đuka ta tác ác theo từng lời nói vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số vị đã đoạn tận tham đã đoạn tận sân đã đoạn tận si vị nói thì phạm tội dukata tác ác theo từng lời nói vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số vị đã phạm tội barajika đã phạm tội sanga dishesa đã phạm tội thulachaya đã phạm tội bachitiya đã phạm tội pati deshaniya đã phạm tội Dukhata, đã phạm tội Dupashita. Dị nói thì phạm tội Dukhata, tác ác, theo từng lời nói. Dị đã tu lên bậc trên, có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục, dị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vậy. Ở đây, có một số vị đã chứng đạt quả dị nhập lưu. Dị nói thì phạm tội Dukhata, tác ác, theo từng lời nói vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa có ý định khinh bỉ có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy ở đây có một số vị là con lạc đà con cừu con bò con lừa loài thú người địa ngục không có cõi trời cho những người ấy khổ cảnh chờ đợi những người ấy vị nói thì phạm tội dukhata tác ác theo từng lời nói 240 Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định hạ nhục vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vậy. Ở đây có một số vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là pháp sư, không có khổ cảnh cho những người ấy. Cõi trời chờ đợi những người ấy. Vị nói thì phạm tội Dukhata tác ác, theo từng lời nói.